quay cái máy cho nhà xem. Là em đây cả nhà ơi, em Tòng An Phát xin kính chào anh chị em bà con đã quay trở lại với kênh bán của Tòng An Phát nha. Thì trước mắt anh chị em bà con mình một xe mẫu xe giá rẻ khởi nghiệp cho bà con của mình nha. Thì lên đó thì em xin chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Ngày mua bán là việc hiệu quả và mang lại những gì giá trị nhất cuộc sống nha. Bây giờ cả nhà hãy đi theo chân của em sẽ giới thiệu từ đầu tới cuối con xe Taco cho cả nhà mình xem ha. Taco Forland đời 2010 cả nhà. Trước mắt anh chị em bà con của mình là mẫu xe Taco Forland đời 2010 nha. Em này thì em xin phép cho em nó là 2 tấn 4 xuống tải đủ còn 1 tấn 8 cái nhà. 2 tấn 4 xuống tải đủ còn 1 tấn 8 nha. Đó, đời 2010 Taco Forland này thì chạy rất là phê luôn. Con này bữa hôm em lấy bên Tây Ninh của anh Gión nè. Nó chạy từ lúc mà ảnh chạy trong nhà ra mà tới lúc em chạy về tới đây luôn là 8 tiếng đồng hồ cả nhà, không tắt máy luôn ha. Vì sao 8 tiếng? Tại vì cái bình này thật sự là nó cũng bị hư hết một cái rồi. Đó, nên bà con nào mua thì em sẽ kiếm một cái nữa cho ngon, cho nó ráp vô cho bà con của mình. Đó, nổ hoài luôn, cái dọc đường không dám tắt luôn. Đó, dọc đường không dám tắt, không dám nghỉ ngơi. Tại vì đợi anh rồi xuống xe rồi các kiểu đi Tây Ninh 6 tiếng đồng hồ ngồi đợi anh từ nhà chạy ra nữa, thêm 2 tiếng đồng hồ nữa. Đó, rất là lâu. Xe này thì nội thất rất đẹp, máy số cực kỳ ngon. Bà con nghĩ đi, 8 tiếng đồng hồ mà chạy suốt không nghỉ ngơi luôn. Bây giờ 8 tiếng chạy có 6 tiếng thôi cả nhà. Mà từ nhà anh ra giao xe cho em là ảnh đi vòng cũng là hết mất 1 tiếng mấy 2 tiếng rồi. Đó. Đi lúc 3 giờ sáng đi rước em nó về. Đó. Mới về tới thì nay em rửa, dọn dẹp sơ sơ rồi em quay lên cho cả nhà mình xem ha. Em này thì đăng kiểm còn tới tháng 5 nha cả nhà. Đăng kiểm còn tới 20 tháng 5. Đó, có sao em báo vậy. Thùng này dài 4 mét ha. Đó, xe này thùng rất là đẹp, rất là cứng cáp luôn ha. Nè, bình nó bị hư. Bình bị hư em nghĩ là chắc cái bình này nữa nó bị hư, cái bình bự quá. Cái bình bự nó bị hư. Vỏ lớp thì còn tương đối nha cả nhà. Vỏ lớp này còn tương đối nha. Tương đối có khoảng 50%. Chassis rất đẹp nha. Thùng sàn thì rất đẹp luôn. Em xe này thì em xin báo giá luôn, xe giá rẻ. Giá em này em cần ra đây là 90 triệu nha cả nhà ơi. 90 triệu nha. Đó. Thùng sàn thì siêu VIP rồi. Thùng sàn thì không có gì phải bàn rồi ha. Đó. Thùng sàn rất là đẹp luôn. Đó, chassis nội thất rất đẹp, rất sạch sẽ. Bé này thì không có lớp sơ cua nha. Thường thường em cũng không biết mấy cái xe này lớp sơ cua nó hay đi đâu á cả nhà. Nó biết đường đi thì sao? Xe đa số là nhiều xe nó không có lớp sơ cua, em cũng chả hiểu tại sao. Nó nhiều anh chị em bà con mình cũng thắc mắc của xe sao không có lớp sơ cua, nó thật sự luôn. Xe có lớp sơ cua thì em để lớp sơ cua cái bạc nó hơi rách tí nha. Chứ đâu có lấy ra làm chi đâu cả nhà. Mình lấy ra cũng đâu có được, đâu có làm được gì đâu. Bán mua gì đâu có lớp sơ cua. Nhiều hay dạng lớp thì nói chung còn tương đối thôi ha. Giá 90 triệu nha cả nhà. Nội thất thì rất là đẹp, nội thất thì không phải bàn. Máy số là cực kỳ ngon luôn, máy số cực kỳ ngon luôn. Máy số rất nhẹ nhàng nha. Máy số rất nhẹ nhàng. Rồi giờ em sẽ lên cái phần nội thất. Bình để em đề thử nha. Bình này thì chắc chắn là đề không được rồi đó. Hên đâu biết đâu thì đề được thì ngon ha. Em sạc rồi em sẽ đề cho cả nhà mình nghe. Đó, đề tắt tắt thôi nha. Đó, em sạc cái rồi em đề cho cả nhà mình này. Em quay máy móc nó luôn ha. Quay máy móc em nói chung là em này con số là không phải chê nha. Thùng sàn rất đẹp luôn. Đó, rồi em sẽ mở cái phần sàn thùng ra cho cả nhà mình xem luôn. Con này đồng sơn không phải bàn tới. Nói chung là xe gọn gàng, có cái là gần hết đăng kiểm thôi. Đó, chỉ cái vậy thôi. Hôm nay đăng kiểm thì cũng khá lâu, đăng ký khá lâu. Đó, con này còn hơn tháng nữa, tháng mấy ngày nữa. Đó, rồi bây giờ em sẽ sạc rồi em quay hết tất tần tật cho cả nhà mình xem nha. Rồi em đang gắm cục sạc em sạc nè. Bây giờ em mở cái thùng mình quay luôn cái sàn thùng cho cả nhà mình xem. Sàn thùng thì rất là VIP luôn. Con này sàn hai lớp cả nhà ơi. Giờ phát hiện sàn hai lớp ha. Lớp sóng, lớp sàn rin, thằng rin theo xe ở dưới. Một lớp bằng ở trên nữa. Sàn hai lớp. Rất đẹp, thùng năm vẫn mở hết nha cả nhà.
nó cầu mong sao mình bán cái xe thật sự chất lượng cho cả nhà ăn nên làm ra đó, làm ra tiền đó, để phụ giúp cho gia đình, phụ giúp cho công việc ngày càng thăng tiến ha. Cầu mong sao cho anh em bà con mua bán nó thuận lợi, nó phát triển, em chỉ cầu mong điều đó thôi. Sức khỏe của mọi người dồi dào là vui rồi đó. Giờ em đang sạc cái bình rồi, giờ em sẽ quay, em đề máy, em đề máy rồi em sẽ quay máy cho cả nhà mình xem ha. Đó. Đề máy, quay máy cả nhà mình xem. Đó. Em này thì nói chung máy số rồi cũng nhẹ lắm cả nhà, máy số rất nhẹ, em đề lên nha. Máy số rất là nhẹ, dễ nổ lắm. Cái này cái bình nó ấy là dễ nổ lắm cả nhà. Máy số rất là nhẹ. Rồi giờ anh sẽ quay cái phần máy móc cho nhà mình xem. Rồi giờ anh cứ quay cái máy cho nhà mình xem. Máy rất là đẹp nha. Máy khá là đẹp, khá là ok. Từ đầu tới cuối rồi đó. Nói chung không có không còn cái gì để trường taxi rất đẹp, em có quay rồi ha đó. Bà con là thực sự ưng ý con xe này cứ alo lại cho em ha, và số hotline số 0988454318 nha. Rồi hôm nay cuối video rồi, chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe và làm ăn thuận lợi hơn và phát triển hơn nha.